Xin chào các bạn. Chúng ta đều biết trên thế giới có rất nhiều cuộc thi kỳ lạ và không ít trong số đó khiến nhiều người phải ngã mũ kính phục vì sự can đảm của người chơi. Và một trong số đó phải kể đến chính là các cuộc thi liên quan đến ớt. Nghe cái tên thôi là đã thấy bốc mùi khói lửa rồi đúng không? Các cuộc thi ăn cay thường gây rất nhiều tò mò chú ý và thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, để tham gia những cuộc thi đáng sợ này, bạn phải có một khẩu vị thép, một chiếc dạ dày đủ khỏe và khả năng chịu đựng vô biên để không bị tàu hỏa nhập ma vì bị cay và nóng. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cuộc thi ăn cay khủng khiếp nhất thế giới bạn không nên tham gia. Vậy đó là những cuộc thi nào? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Những cuộc thi ăn ớt cay khủng khiếp nhất thế giới bạn không nên tham gia. Thi ăn ớt rồng đỏ Naga, Ấn Độ. Các bạn đừng vội ghi danh mình vào cuộc thi này nhé, bởi có thể bạn sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Chứ dù bạn có là dũng sĩ diệt ớt đi chăng nữa. Vì sao ư? Bhut Jolokia, hay còn gọi là ớt ma, ớt rồng đỏ được trồng ở các bang Assam, Nagaland, Manipur của Ấn Độ. Sở dĩ loại ớt này có tên gọi như vậy là bởi độ cay của ớt rồng đỏ Naga đạt trên 1 triệu đơn vị Scoville. Nó đã được nhận kỷ lục thế giới Guinness về gia vị cay nhất thế giới vào năm 2006. Do có độ cay khủng khiếp của nó nên quân đội Ấn Độ đã phát triển bột ớt thành vũ khí sinh học và độ nồng nặc của nó có thể bóp nghẹt kẻ thù. Mặc dù chúng cay như thế, nhưng cứ mỗi dịp đông về, người dân địa phương tại vùng đất Nagaland, Ấn Độ lại háo hức với cuộc thi ăn ớt rồng đỏ Naga. Những người tham gia sẽ có đúng 20 giây để ăn số ớt nhiều đến mức có thể. Nhai ớt ít nhất 3 lần trong miệng để chất capsaicin có trong ớt được phát tác, giúp họ tận hưởng trọn vẹn vị cay nguyên chất của quả ớt. Bất cứ ai có thể tham gia cuộc thi. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc là 600 đô la Mỹ. Liệu bạn có đủ can đảm để tham gia cuộc thi này không? Cuộc thi ăn ớt Hồ Nam, Trung Quốc. Trung Quốc nổi tiếng là một quốc gia thích ăn ớt. Ở một số tỉnh của nước này, vị cay được xem là hương vị không thể thiếu trong bất cứ món ăn nào và Hồ Nam là một trong những địa phương đặc biệt thích ăn ớt tại Trung Quốc. Để hưởng ứng truyền thống thích ăn ớt của mình, tại tỉnh này đã diễn ra một cuộc thi hết sức kỳ lạ. Ngâm mình ăn ớt, khi tham gia cuộc thi bạn phải nằm trong nước, chứa đầy những quả ớt và cố gắng ăn thật nhiều ớt có thể. Nghe đã thấy nóng bức và cay xè cả vòm họng và bạn hãy nhìn những khuôn mặt khó đời của các thí sinh khi phải ngâm mình trong biển ớt. Không biết liệu bạn có đủ can đảm để bước vào thùng nước chứa đầy ớt như thế này không nhỉ? Giải thưởng dành cho bạn sẽ là một đồng xu vàng 24 carat nếu bạn thắng trong cuộc thi này. Tuy nhiên, để có được giải thưởng, bạn phải vượt qua kỷ lục của một người đàn ông tên là Đường Soái Huy. Sau khi anh xơi hết 50 trái ớt trong vòng 1 phút tại cuộc thi diễn ra vào năm 2018. Cuộc thi ăn mì cay Santa ở Cần Thơ. Chúng ta phải thừa nhận rằng ẩm thực Hàn Quốc đã du nhập vào Việt Nam và đang giành được nhiều tình cảm của người Việt. Điều này được minh chứng bằng sự có mặt càng nhiều của các quán ăn Hàn Quốc và cuộc thi ăn mì cay sôi động được tổ chức tại nhiều nơi trong cả nước. Và cuộc thi ăn mì cay Santa ở Cần Thơ là một trong số đó. Có lẽ các bạn đã không lạ gì với món mì cay, nhưng bạn có thể ăn mì cay ở cấp độ mấy mới là vấn đề. Và chỉ khi nào bạn có thể chinh phục được tô mì cay ở cấp độ 7 thì mới có thể tham gia được cuộc thi hấp dẫn này. Chắc nhiều bạn sẽ bị loại ngay từ vòng giữ xe, vì cấp độ 7 là một thách thức không nhỏ với bất kỳ thực khách nào không thích ăn cay. Đã có rất nhiều bạn trẻ phải từ bỏ cuộc thi giữa chừng vì không thể vượt qua được độ cay nóng rát của tô mì cấp 7. Thế nhưng không khí cuộc thi lại vô cùng sôi động đúng không nào? Bạn nghĩ mình sẽ tham gia cuộc thi ăn mì cay Santa này không? Nếu bạn có mặt tại 11B Ngô Văn Sở, thành phố Cần Thơ, quả thật cay thì không sợ đâu, nhưng để có can đảm đăng ký thi thì hơi thiếu đúng không? Thi ăn ớt tại Clifton, Chili Club, Anh. Nếu có một cuộc thi ăn trái cây, vậy bạn có tham gia không? Đặc biệt, nếu loại trái cây đó không phải là những thứ bạn ăn như lê, nho hay táo chẳng hạn, mà lại là những quả ớt bé bé xinh xinh, chắc nó sẽ khiến bạn phải rùng mình đúng không nào? Nếu có dịp đến thị trấn Bath, miền Tây Nam nước Anh và có đủ bản lĩnh để chinh phục các loại ớt cay nhất thế giới, bạn hãy thử tham gia Clifton Chili Club. Chili Eating Contest là một trong những cuộc thi ăn ớt đỉnh đám nhất tại đây. Những thí sinh tham gia cuộc thi này sẽ vượt qua 17 thách thức với đủ mọi loại ớt khác nhau trên thế giới, từ loại cay vừa vừa cho đến cay tàn bạo. Cuộc thi bắt đầu với món ớt Jalapeno, sau đó là ớt Stockbonnet, tiếp đến là ớt rồng đỏ Naga, sau đó là bảy chảo ớt Habanero. Những ai đến được với vòng cuối sẽ phải chiến đấu với hai loại ớt cay tự chọn một cách nhanh nhất có thể. Giải thưởng của cuộc thi là 50 bảng tiền mặt, danh hiệu thánh ớt và những suất ăn salad salsa cay nhẹ miễn phí cả đời. Bạn nào muốn làm thánh ớt thì đến Clifton Chili Club nhé! Thi ăn cà ri, Scotland. Cà ri là một trong những món ăn cay được nhiều người yêu thích, nhưng nếu như bạn được tận mắt chứng kiến trận chiến cà ri tại Edinburgh, Scotland,
có lẽ như bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó. Cuộc thi có 102 này được tổ chức tại nhà hàng Kismore ở Edinburgh, Scotland, nơi nổi tiếng với món cà ri siêu cay. Mục đích của hội thi là nhằm để quyên góp tiền cho quỹ hiệp hội y tế cho trẻ em. Những người tham gia phải đóng 30,9 đô la Mỹ, còn khán giả phải nộp 15,46 đô la Mỹ để được theo dõi. Cuộc thi này khác hầu hết với tất cả các cuộc thi ăn khác ở chỗ, bạn không cần phải ăn nhiều nhất, nhanh nhất, mà bạn có thể chịu được món cà ri này trong bao lâu. Và điều đặc biệt này là các thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ Anh luôn có mặt trong suốt quá trình thi để hỗ trợ khi có trường hợp xấu xảy ra. Vào năm 2011, hai thí sinh tham gia cuộc thi đã phải nhập viện, khoảng 20 người khác tham gia phải bỏ cuộc giữa chừng sau khi chứng kiến cảnh tượng thê lương của những người xấu số. Người thắng cuộc đã ăn được chiến thìa cà ri đầy, sau đó kèm theo lời thề không bao giờ nhìn đến món ăn tuyệt hảo này nữa. Có bạn nào muốn thử món siêu cay này không nhỉ? Thi ăn ớt tại lễ hội Peperoncino, Italy. Những ai muốn thử thách sức chịu đựng độ cay của mình có thể tìm đến Calabria, thánh địa ớt của Italy để tham gia cuộc chạy đua với ớt trong lễ hội Peperoncino để giành chiến thắng. Bạn sẽ phải tiêu hóa hết 50 gram ớt từ trong Peperoncino với những nguyên liệu chữa cháy duy nhất là dầu ô liu và bánh mì. Mặc dù nghe rất khó khăn để tham gia, nhưng cuộc thi này thu hút phần lớn đàn ông, thậm chí có không ít phụ nữ muốn thử sức, mức độ ăn cay của mình. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi nên những em nhỏ vẫn được tham gia. Nhiều người đã phải đổ gục vì không chịu nổi vị cay kinh khủng của ớt Peperoncino. Thế nhưng người dân nơi đây vẫn rất phấn khởi tham gia cuộc thi, bởi theo người dân nơi đây, ớt được xem như là bùa may mắn. Cũng theo tín ngưỡng địa phương, ớt được xem là vật khắc tinh để xua đuổi ma quỷ. Vì vậy khi đến đây, bạn có thể bắt gặp ớt ở khắp mọi nơi. Ớt hiện diện trong tất cả các món ăn, thậm chí là trong ly sữa hay một đĩa salad trái cây. Kỷ lục lớn nhất của cuộc thi đã thuộc về thí sinh có tên Francesco Vecchio với 800 gram ớt chỉ trong một lần ăn. Thật khủng khiếp đúng không nào? Nếu ở Việt Nam cũng tổ chức những cuộc thi ăn cay như thế này thì các bạn có tham gia không? Nếu bạn nào đã từng trải nghiệm các cuộc thi ăn cay, hãy chia sẻ cảm giác với mọi người trong phần bình luận nhé. Hãy like và share và follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng thế giới hôm nay, khám phả thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!